Hello, xin chào các con. Lại là cô đây. Hôm nay thì cô sẽ làm video chữa chi tiết bài từ trang 20 đến trang 24, 23 cho các bạn lớp 2 nhá. Vào trang đầu tiên này, trang 20 thì mình sẽ học về một số từ vựng về cơ thể con người. Ví dụ, từ đầu tiên, arm là cánh tay này. Nose, cái mũi. Face, khuôn mặt. Leg, cái chân. Ear, cái tai. Fingers, những ngón tay. Put on, là mặc vào. Ví dụ như mình có thể mặc quần áo này, hoặc là có thể là dùng để từ đeo khăn quàng, mình cũng có thể dùng put on my scarf. Sum, có nghĩa là tổng. Bạn nào học toán tiếng Anh thì bạn ấy sẽ biết từ sum là gì đó. Sunscreen, kem chống nắng. First, thứ nhất. Point to, tập trung vào. Noun, bather. Right, bên phải. This is, đây là một cái gì đó. These are, đây là những cái gì đó. Đó, đây có 8 từ vựng về cơ thể con người này. Ear này, arm, leg, eyes, nose, face, hand và finger. Đây thì mình sẽ học một cái phần ngữ pháp về từ số ít và danh từ số nhiều. Finger là một danh từ số ít. Chúng ta sử dụng danh từ số ít khi mà chúng ta đang nói về một đồ vật hay là một người nào đó. Còn fingers, đấy, nó thêm chữ S ở đây này, là danh từ số nhiều. Chúng ta sử dụng danh từ số nhiều khi mà chúng ta đang nói nhiều hơn một vật hay là một người nào đó. Nhiều hơn một là số 2 rồi đúng không nào? Vậy, và ở đây chúng ta có cấu trúc là danh từ số nhiều sẽ bằng danh từ số ít cộng với đuôi S đằng sau. Đây, finger là danh từ số ít đúng không? Thì danh từ số nhiều sẽ là danh từ số ít finger cộng thêm đuôi S ở đây. Đó, nhớ chưa nào? Ví dụ luôn này. One finger là một ngón tay, danh từ số ít. Chuyển thành 10 fingers, danh từ số nhiều, 10 ngón tay. One pencil, một cái bút chì. 3 pencils, 3 cái bút chì. Mình sẽ thêm S vào pencils. One ball, một quả bóng không có S. Và 5 balls, 5 quả bóng. Thêm S vào đây. Bài 1 này, hoàn thành cái bảng này. Bên này là danh từ số ít và bên này là danh từ số nhiều. Arm, cánh tay. Danh từ số nhiều là những cánh tay, thêm S ở đây. Arms, ear và ears. Face và faces. Leg và legs. Nose và noses. Bài 1. Tích và đáp án đúng. Có 3 con chim thì nó là số nhiều đúng không nào? Vậy bird phải thêm S, birds. 3 birds, đây là một quả bóng đúng không? Vậy là số ít. One ball, đây có 2 cái bàn, lớn hơn 1 là số nhiều. Vậy table phải thêm S. 2 tables, tích vào ô này. Tương tự là 2 eyes, hai cái mắt, đấy là số nhiều, phải thêm S. 4 cánh cửa. 4 doors. Và một con chó là one dog, không có S. Tiếp là cấu trúc this is và these are. Cấu trúc ngữ pháp.
Sau this is thì sẽ là một danh từ số ít. Ví dụ, this is my face. Đây là khuôn mặt của tôi. Face ở đây là một khuôn mặt đúng không nào? Vậy, sau this is là phải nhớ nó là một danh từ số ít. Mà một danh từ số ít là không có s đúng không nào? Sau these are là danh từ số nhiều. These are có nghĩa là đây là những, nó có ví dụ này. These are my eyes. Đây là những con mắt của tôi. Vậy là đôi mắt của tôi đúng không nào? Đấy, ở đây sau these are phải là danh từ số nhiều. Phải có s nhớ chưa nào? Đó. Luyện tập với bài 2. Nhìn ở đây luôn, danh từ mình sẽ chọn đáp án. Danh từ book không có s đúng không nào? Vậy là danh từ số ít. Vậy mình sẽ dùng this is. Đó, mình sẽ khoanh this is hoặc gạch chân. Được. Câu 2, these phải đi với are đúng không nào? Và pen ở đây phải thêm s. Pens. These are your pens. Câu 3. Is a new bag. Đây là danh từ số ít đúng không nào? A new bag. Cái cặp mới đúng không nào? Vậy mình sẽ dùng this is. Câu thứ 4. Pencils. Đây thêm s thì mình phải điền luôn là these are rồi. Câu thứ 5 này. Nurses. Là những y tá đúng không nào? Thêm s ở đây đúng không? Thì mình sẽ chọn là these are. Câu 6. A good book to read. A good book là cuốn quyển sách hay để đọc. Một ở đây là số ít, vậy là this is. Câu 7. This is a, mà sau this is là một danh từ số ít, vậy man. Đây là danh từ số ít nha. Còn man này là danh từ số nhiều nha. Những người đàn ông, đây là một người đàn ông. This is a man. Man. Câu 8. These are nice girls. These are, sau these are thì mình phải dùng với danh từ số nhiều thêm s. Đây phải chọn girls. Câu thứ 9. This is a red apple. Sau cấu trúc này thì mà ở đây lại là red apple. Red apple ở đây đáp án bài bị sai rồi. Mình phải bỏ chữ S ở sau chữ apple cho cô nha. Bị đánh lỗi rồi. Đây là một quả táo màu đỏ đúng không nào? Vậy mình phải điền là this is a red apple. Bỏ chữ S ở đằng sau chữ apple cho cô nha. Đây là một quả táo màu đỏ đúng không nào? Còn câu cuối cùng. So these là danh từ số nhiều vậy. Vậy là these doctors are kind. Doctors. Bài 3. Đánh số vào ô. Cái mũi tên này là nose. Đáp án thứ 4. Đó. 4, 2, 3, 5, 1. Rất là đơn giản. Bài thứ 4 là khoanh và đáp án đúng. Cái đầu tiên là mũi này, nose. Bức tranh thứ 2 là eyes. Bức tranh thứ 3, leg. Cái chân. Bức tranh thứ 4, ear. Cái tai. Đó. Chuyển sang bài 5. Mình sẽ dùng cấu trúc this is và these are. Sau đó thì mình sẽ nối với các bức tranh và cuối cùng là dựa vào cái câu này mình sẽ tô màu theo cái màu sắc mà nó nói nhớ chưa? Đây ví dụ. Câu 1 sẽ là eyes là số nhiều, mình phải dùng these are đúng không nào? These are my brown eyes. Đây là hai con mắt màu nâu của tôi đó. Vậy mắt sẽ là màu nâu này. Câu 2, this is my black and white ball. Ball là danh từ số ít, một quả bóng. Vậy mình sẽ dùng cấu trúc this is. Đây là một quả bóng màu trắng và đen. Vậy các con sẽ tô cho cô màu trắng và đen vào quả bóng này nhá. Câu 3.
Dolls, những con búp bê này. Thêm s rồi đây này thì phải dùng cấu trúc gì? These are, đúng không nào? Đây là những con búp bê màu đỏ của bạn. Mình sẽ nối với búp bê và tô màu búp bê cho cô. Tô bằng búp bê màu đỏ nha. Câu thứ tư. Bike, xe đạp, không có s thì phải, nó là danh từ số ít. Mình sẽ dùng cấu trúc this is và nối với bike. This is her yellow bike. Yellow là màu vàng. Vậy chúng mình sẽ tô màu vàng cho cô và con chiếc xe đạp này nhá. Và cuối cùng bài 5, câu 5. This is my blue t-shirt. Áo cộc tay blue này. Một chiếc áo cộc tay, vậy dùng được cấu trúc this is và nối. Đó. Sau đó thì tô màu xanh nước biển vào đây và cái áo cộc tay cho cô nhá. Bài 6, mình sẽ sắp xếp các chữ cái để trở thành một từ hoàn chỉnh. Câu 1 là face và nối với khuôn mặt. Câu 2 là nose và nối với chiếc mũi. Câu 3 là arm, nối với cánh tay. Câu 4 là ear, nối với cái tai. Và câu 5, leg, nối với cái chân. Bài chuyển sang bài tiếp theo là hoàn thành từ. Hoàn thành cái từ này bằng một chữ cái còn thiếu. Câu 1 sẽ điền and, fingers, những ngón tay. Câu 2 điền y, chữ y dài. Eyes, đôi mắt. Câu 3 điền a, jam, mứt. Câu 4 điền k, ink, mực. Câu 5 điền t, kite, con diều. Và câu cuối cùng điền n, hands, bàn tay, những bàn tay nhá. Bài tiếp theo, câu 1, tick và yes or no. Câu 1 là this is an ear, đây là một cái tai. Nhìn xem phải, đây phải tai không? Không, đúng không nào? Đây là bàn tay, đúng không nào? Phải là no. Câu 2, điền this is a nose, là một cái mũi. Và đây là một cái tai, đúng không nào? Vậy sẽ điền vào no. Câu 3, this is a face, đó là một khuôn mặt. Vậy mình sẽ điền vào yes. Và câu 4, I have two arms, tôi có hai cánh tay, đúng không nào? Vậy là đúng hay sai? Đúng, đúng nào. Yes. Bài cuối cùng, bài 9, khoanh và đáp án sao cho đúng với bức tranh. Câu 1 là mũi, nose. Câu 2 là cánh tay, arm. Câu 3 là cái tai, ear. Câu 4 là bàn tay, hand. Câu 5 là cái chân, leg. Và câu cuối cùng, đôi mắt, eyes. Đó, các bạn có làm đúng hết không nào? Sau khi làm tất cả chữa tất cả các câu xong ấy, thì chúng mình sẽ chép cho cô mỗi một từ này một dòng các bộ phận trên cơ thể nhá. Chúng ta có 8 từ, vậy là có 8 dòng tương ứng với 8 từ, nhớ chưa nào? Đó. Vậy là xong rồi. Cô cảm ơn các con nhé. Bye bye.